Theo đông y, bạch hoa xà thiệt thảo có vị ngọt, nhạt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp và giải độc. Những bài thuốc từ cây bạch hoa xà thiệt thảo. Thứ nhất, trị ung nhọt u bướu. Giã nát lá bạch hoa xà thiệt thảo ra và đắp lên vùng u nhọt của bạn. Thêm vào đó, bạn phối hợp với uống nước sắc bạch hoa xà thiệt thảo 120g, bán chi liên 60g trong ngày để tiêu sưng và giảm kích thước u nhọt sưng tấy. Thứ hai, hỗ trợ trị các chứng bệnh gan. Nếu bạn bị viêm gan, vàng da thì đun nước với 30g bạch hoa xà thiệt thảo, 25g hạ khô thảo, 15g cam thảo uống hàng ngày. Còn nếu bạn muốn bảo vệ gan, lợi mật thì cũng là các vị dược liệu ấy, nhưng là tăng thêm 5g hạ khô thảo nữa, nấu với 2 lít nước uống trong ngày. Thứ ba, hỗ trợ trị viêm ruột thừa cấp tính. Bạn chỉ cần uống nước sắc của khoảng 80g bạch hoa xà thiệt thảo. Với thể bệnh nhẹ thì bạn uống trong 1 tháng, còn nặng hơn thì uống trong 2 tháng. Thứ tư, trị viêm amidan. Để trị viêm amidan cấp tính, bạn lấy khoảng 12g sa tiền thảo và 12g bạch hoa xà thiệt thảo, rồi sắc với 500ml nước để uống mỗi ngày cho đến khi các triệu chứng viêm amidan được cải thiện hoàn toàn. Thứ năm, hỗ trợ điều trị ung thư dạ dày. Bạn sử dụng bạch hoa xà thiệt thảo 60g, bạch mau căn 60g, hạt bo bo 40g, đường đỏ 40g, sắc nước uống hàng ngày thay nước lọc. Thứ sáu, trị rắn cắn. Bạch hoa xà thiệt thảo tươi 60g, sắc với 200ml rượu, gạn nước, chiêu uống 3 lần, bã đắp vào vết rắn cắn. Lưu ý, phụ nữ mang thai phải cẩn thận khi sử dụng. Ngoài ra, bạch hoa xà thiệt thảo ức chế quá trình sinh tinh trùng, vì vậy, đàn ông yếu sinh lý cũng nên lưu ý. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều mẹo hơn bạn nhé!